Rồi, chào kênh LTK và chào cô chú gần xa trên mọi miền Tổ quốc ha. Em tên Tý, địa chỉ của em là An Lạc Tây, cái sách Sóc Trăng. Số điện thoại của em là 0762 89 8099. Cũng là số Zalo của em ha cô chú. Hôm nay em có về một cụ khế chua ha. Với lại một số phôi nhãn xuồng và một cây nhãn lông. Với lại một cây mãn cầu gai xưa ha, mãn cầu hột. Và hai cây cách thấy ngọn ngọn em cũng bứng vậy luôn ha, với một cây chùm ruột ha. Rồi số điện thoại, rồi em xin vào cây số 1 là một cụ khế ha. Cây này trên dưới 50 năm ha, bốn mấy gần 50 năm ha. Đó, quay gần gần lại cho cô chú coi ha. Nè nè em hạo thử cái bầu cho cô chú mình xem nha. Đó, đây. Nó gần guốc nu cục đế thì em bao đẹp. Đó. Nè quay mấy cái nu này trước cho cô chú mình xem nha. Đó, rễ cũng nu mà thân cũng nu luôn nè, nu cục cục. Cái lý do chày là cây nặng quá nên em vận chuyển vậy nó hơi chày ha cô chú. Nè, nu nè. Gần guốc nu cục cục hết nha. Rồi không để mất thời gian của cô chú, em xin đo hoành cho cô chú mình tham khảo nha. Hoành em báo là 100 chẵn nha cô chú, 102 em báo 100 chẵn nha. Rồi nè em cái thân nở nha cô chú chứ không phải là cái thân dẹp nha. Này. Đây 88 nha, khúc này 88. Khúc trên luôn 78 nha, cây rất là nở, cây đẹp lắm. Em có chừa mấy nhánh thả nhưng mà lý do là vận chuyển về cái nó hơi hơi rụng hết rồi. Đế đều tới huấn luyện. Đúng rồi, đế 24 giờ ha, không có thiếu mặt nào hết, bên đây đóng bệ luôn rồi. Đó. Này không có lũa, cây khế này không lũa ha. Xin báo cô chú là cây khế không có lũa ha, còn nguyên viên luôn. Rồi em xin báo giá cây khế này là 9 triệu ha. Em bao ship 200 cây, em bao sống cho cô chú ha. Bao sống 3 tháng nha. Rồi cây này 9 triệu em bao ship 200 cây, còn nếu xa hơn thì anh cô chú anh chị mình mà thương lượng thêm nha. Rồi cái thứ hai là em xin giao lưu cây cà na xưa ha, cà na xưa mình chứ không phải cà na Thái ha, cà na rất lâu rồi, cây đế trực diện đầy đủ ha. Nè, đóng bệ hết trơn, mặt đế là không thiếu bên nào, do đế nó dày quá em bứng cái bầu lớn luôn ha cô chú. Đó. Đấy em bao đế không thiếu mặt nào hết đó, cây không lũa ha cô chú, cây xưa già nhưng mà không lũa. Mà cắt này hôm qua bị giò cũng cây khế này em có quay cái clip trước rồi nhưng mà anh em chốt rồi không cọc rồi anh em hồi nhé. Hôm nay em vô chơi xã với cô chú mình luôn ha, cây bự quá vận chuyển rồi khó khăn nên em bao cái giá nó cũng hơi ấy xíu, hơi nhích xíu nha. Rồi, cây cà na em báo 113 hoành đó cô chú. Rồi em xin báo giá cà na này luôn. Cây đang sống khỏe ha, dầm ngủ sống khỏe ha. Hôm qua em mới bự bầu em làm bầu lại thôi ha. Rồi cây cà na này em báo giá là 6 triệu ha. Rồi xong tới cái phôi nhãn xuồng. Cái này tàn đa luôn chứ không còn phôi nữa. Cái này cũng cao ha. Quên em. Cây khế này thì cao tầm 2m6 ha cô chú. 2m6, 2m7 ha. Cây cà na thì đo chiều cao luôn nè. Quên đó. Chiều cao 72 ha. Mặt bầu là 114. Rồi cây nhãn nha. Nhãn em đo chiều cao trước ha. Cây này tầm 2m3 ha. Bao sống đây 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 đây, có mặt bông luôn, quay mặt bông cho cô chú mình xem nha. Nè ra bông, cây ra bông ra trái nè.
Cây này mua về mình có trái ăn luôn hết cô chú. Cây dâm hổ giờ nó lên tược mà lên bông đều nha. Nè, quay vòng nó đây, nè. Mặt bông nó vậy nè, đó. Có điều cây luôn hết cô chú. Đó, đầy đủ nha. Cây thì có hơi lỗ mà không quá đá hả cô chú. Chiều cao khoảng 2m3. Rồi, em đó hoành thân luôn ha. Để đẹp luôn ha. Để đều. Để 24 giờ, không thiếu mặt nào hết. 83 hoành nữa cô chú. Rồi, cái này em xin giao lưu với cô chú là giá 4 triệu 500 ngàn thôi. Rồi, tiếp theo. Đó. Rồi, tiếp theo cũng là một phôi nhãn sùng nữa ha. Nhãn sùng đế đẹp cây bao sống cây này chiều cao nó tầm 1m8 nha. Hoành thân của nó là 80 nha. Rồi quay một vòng đế cho cô chú mình xem luôn. Đó, cây số 4 nha, cây này có mang bản số 4. Rồi, quay điều tạng cho cô chú mình xem nha. Rồi, cây này em xin báo giá luôn cô chú ơi. 4 triệu 200 ngàn cho cô chú mình dễ chơi ha. Cây sống khỏe, dâm mũ sống khỏe. Rồi, em xin vào cây số 5 luôn. Cây số 5 là em bao whip. Đấy nè. Bậy bậy chắc nịch hết. Nó rễ ra trắng hết trơn này cô chú. Quay cái tàn cho cô chú mình xem là cây đang sống khỏe. Bao khỏe luôn. Cây cực kỳ đẹp. Cây này cô chú mình trồng sân vườn hay trước cửa là đều đẹp nha. Đó, đế nó đóng rất là đã. Rồi, em xin đo hoành thân ha. Hoành thân em báo là 84 nha. Còn dưới này một xíu nè, cái bộ đế thì tròn quay luôn, bộ đế hơn 1,5 m ha, hơn 1,5 m, nó tầm bộ đế không gần 2 m hoành ha. Đây mặt bộ một bầu 103. Đó, cây đang sống khỏe ha. Nè tường nè, chú mình xem nè. Rồi cái này em xin báo giá là 5 triệu 800 ngàn hả cô chú. Rồi cái này là xong. Không còn cái nhắn lông trong này. Cái số 5. Rồi giờ chuẩn bị cái này vô cái số 6 hả cô chú. Phôi nhắn lông dán bài. Cây cao tầm 3 m ha. Hoành thân mà cây đang ra bông sống khỏe nữa nha cô chú. Tháng này là vô cái tháng bông nhãn rồi. Cây em bán em nói thiệt không à, 62 hoành. Đây. Sống khỏe luôn. Đây, tường nè. Ra nè, ở trên nè, ra đang ra bông nè, mặt bông nè. Đó. Rồi. Xin ra đi em nó là 3 triệu 500 ngàn nha cô chú. Cây một có một phôi nhãn lông thôi. Rồi. Mã cây này là mã số 6 ha, nhãn lồng mã số 6. Mày sao đi nhãn xuống cho hết đi. Cho hết nhãn luôn. Rồi tiếp tục là mã số 7 cũng là một phôi nhãn xuồng ha cô chú. Cây đâm tược sống khỏe. Rồi chiều cao của em nó là tầm khoảng cỡ 2 m ha. Đó, đấy chắc khừ. Đặc đặc biệt cái hồi Tết em có bán bông cái nó có dính hai cái nhãn thọ trong này nè. Rồi em để luôn, chú mình chơi vậy có nhãn thọ chơi luôn á. Nhãn thọ. Rồi 56 hoành đó cô chú. Chiều cao 2 m ha.
để cám ra nhóc cho anh. Đúng rồi, ghế đây, ghế nè. Quay xét cho cô chú mình xem, ghế ra đây chứ. Em mới bư ra đang em cho cô chú mình coi đế chứ em dâm ủ thì em đậy đế lại hết rồi. Đó. Rồi cái này em xin báo giá cô chú luôn là 4 triệu ha. Chú mình tham khảo xem kênh ủng hộ em ha. Số điện thoại của em là 0762898099 nha. Rồi xong em xin mời qua cây nhãn xuồng số 8 ha. Đó là một con nhãn xuồng. Cây này thì nó cũng dâm ủ sống khỏe ha cô chú. Đây, 66 hoành ha. Đế cũng chắc khừ. Đẹp. Cây này cao tầm 1m8. Đó. Cô chú anh chị mình xem ha. Rồi cái này em cũng cho giá anh chị mình dễ chơi là 3 triệu thôi nha cô chú. Cây mã số 8. Rồi. Cái này là qua cái tầm ruột á. Tầm ruột. Ở đây ở quê em thì em kêu bằng tầm ruột. Mà ở nhiều người ta cây này cũng có anh em điện hỏi. Nhưng mà cũng không có cọc ha cô chú. Bây giờ em cũng quay em bán trên kênh luôn nha. Rồi. Chiều cao nó cũng tầm 2m8 nha cô chú. Đó. Rồi em xin đo bình thân đế thì cũng đều đẹp nha. Bảy mươi lăm hoành nha cô chú. Cây thoát thân nè. Thoát thân nó tầm 32 nha. Chia tay cái này em chỉ cắt theo ý em thôi, còn cô chú mình muốn sửa lại thì cứ nhắc máy lên alo cho tí và tí sẽ cắt lại gọn gàng theo ý của cô chú nha. Rồi cái tầm ruột này em xin báo giá là 5.500.000 nha cô chú. Rồi tới cây mãng cầu gai xưa ha, mãng cầu hột hồi xưa mình nha. Cây đang trái bình thường nha. Cây cao lắm nhưng mà tại cái đường nó hơi khó ra, cái em cắt nó hơi lùn xuống nha, lùn lực mình dễ chơi. Đó, đế cũng đều đẹp. Cây này bộ đế rất là nở nha cô chú. Ngay cổ rễ nó rất là nở luôn, nở phì phì luôn. Rồi, em xin đo quanh chiều cao ha. Chiều cao nó tới mặt bầu là 1m rưỡi nha cô chú. Hoành thân nó 48 nha. Đó, đế này em quay vòng cho cô chú mình xem. Cây nhẹ thì em lên bàn quay được nha. Mấy cây kia là mấy cây nặng nên không có ai, không có khiêng nổi hả cô chú. Thông cảm giùm em. Cũng làm phiền camera đi vòng vòng quay cho cô chú mình xem nha. Không rõ thì cứ liên hệ trực Zalo ha. Ờ đúng rồi. Cái nào không rõ thì em gọi Zalo trực tiếp cho em. Em sẽ quay rõ cho cô chú mình xem. Rồi. Cái mảng cầu này em xin báo giá luôn cô chú. 1.200.000 ha. Em bao ship 200 cây, tất cả cây của em là em bao ship 200 cây hết nha cô chú. Rồi. Đây em thấy hơi độc lạ là em thấy được hai cây cách. Bấn cây mãng cầu gai xong cái em thấy hai cái cách nó hơi lạ, em cũng bấn về em cũng không biết giờ biết bán giá làm sao nữa. Rồi đó cho cô chú chị mình tham khảo nha. Rồi bình thân đó em báo 74 luôn ha. Cây cách, cây lá cách mình ăn bánh xèo này nọ đó, với cây nhỏ này luôn thấy cũng ok quá em bứng luôn đó. Chiều cao của cây cách lớn này là 6611 ha. Rồi hai cái này em bán cặp ha cô chú, hai cái cách này em bán cặp luôn. Giá là 1.600.000 hai cây ha. Rồi cuối clip em xin chúc cô chú anh chị mình gần xa ha, được nhiều sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực nha. Thì
xem kênh và ủng hộ em Út á, đặng em có nhiều cái động lực để em đi bứng sưu tầm những cái cây về bán cho cô chú mình ha, giao lưu cho với cô chú mình. Rồi cuối kênh em xin chào cô chú anh chị ạ.